Giờ có gì ăn không ta? Nó vậy sáng giờ mày không có miếng gì trong bụng hả? Trời ơi, tao mà có miếng nào trong bụng tao má mày. Trời đất ơi, mày nói vậy là mày hổn với tao rồi đó. Không có đâu, tao không có ý đó. Ừ. Ý tao muốn nói là tao mà ăn cái gì á, mày con tao. Trời đất, mày có tin là tao lột lại dạy chọi mặt mày không mày? Mày cái làm tao liệu không à? Mày liệu khôn vậy? Liệu tới lưỡi lui rồi rốt cuộc của tao con mày, mày má tao à? Thì ý tao vậy đó. Đi tha đi. Trời ơi. Tao quýt mày không được hả mày? Trời, ý là chưa ăn gì á ba ơi.